Uh, hello cho anh em chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Minh Lâm. thì uh, hôm nay thì Minh Lâm sẽ làm video hướng dẫn cho anh em chúng ta cách tải game Sunwin uh, về điện thoại uh, cũng như là anh em có thể chơi trực tiếp ở trên bạc PC. Vì mình uh, cũng thấy khá nhiều anh em có nhắn tin cho mình thì hiện tại anh em cũng uh, không đăng nhập vào được cái cổng game của Sunwin đấy. Uh, Sunwin thì nó thông thường thì uh, Sunwin hay là game 8 thì nó thường xuyên nó bị chặn cổng game ở um, trong vòng một tháng ấy, thì nó bị chặn khoảng 3 đến 4 lần thì đấy là cái chu kỳ của nó. Thì nhiều anh em không vào được ấy, thì anh em nhắn tin với mình thì cái điều đầu tiên thì thứ nhất là anh em không cần phải lo về thứ ở bên sunwin ấy, mới lại gồm 8 thì nó cũng về cái độ mà nó chặn cùng em xong thì anh em lại đăng nhập bình thường thôi chứ không có gì cả. Và nhiều anh em thì lo lắng ấy thế là anh em lên ở trên Google anh em gõ là tải sunwin ra ấy thì mình khẳng định với anh em luôn nếu mà anh em lên Google anh em gõ thì cái tỷ lệ anh em ăn phải những cái bản fake rất là cao và cái tỷ lệ mất tiền thì cũng rất là lớn thì anh em có thể thấy là ở đây này mình có thể là mình đưa sát cái điện thoại vào cho anh em xem này đây à này có rất nhiều các cổng mà ví dụ như kiểu là Sunwin khi mà nó bị chặn cổng game ấy thì là những cái cổng này bao giờ nó cũng lên trên top để nó nhằm mục đích là nó 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 bịp anh em và những cái con này thì chắc chắn là anh em khi anh em nạp tiền vào cái tỷ lệ anh em mất tiền nó rơi tầm khoảng 99 phần trăm rồi đấy ờ, thì cái cổng chuẩn của Sunwin thì anh em có thể là vào đây cái mặt PC đây anh em có thể vào trực tiếp anh em gõ cho mình là, là 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 là, web này mình làm ở trên cái bàn ấy trước nhá web chấm 12 chấm này như thế này anh em cũng có thể là vào cốc cốc hoặc vào Google tùy thế nào cũng được À, thì khi anh em vào bằng cái bản web này thì như này nó đã là vào được cái cổng game chính của nó Thì việc của anh em chúng ta là chỉ cần chờ cho nó loát qua một chút thôi Anh em chờ nó chạy xong thì anh em có thể là vào được Đây thì đến đây anh em cũng đã vào được cái con game Sunwind này Việc của anh em chúng ta là đăng nhập vào game à. Ở đây thì nếu anh em chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ bấm vào đăng ký ở đây và các hướng dẫn của nó này, tên đăng nhập này, mật khẩu, xác nhận mật khẩu hay là đặt tên hiển thị luôn. <laughs> thì khi anh em nhập xong như vậy thì anh em cài cái ghi cái mã captcha của nó ra thì anh em sẽ tải sẽ 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 đăng ký được nhá. Còn đây thì mình đã có tài khoản rồi thì nói chung là khi ấy, trước mình cũng chơi săn rất là nhiều và mình như anh em thấy là mình có từ 2M mình chơi đến 25M. Và bị bên nhà cái nó chặn đấy Thì đấy là trực tiếp là những cái video mình làm về Win cho anh em thấy nhớ anh em thì uh, nếu mà anh em còn chưa biết bắt cầu Anh em có thể xem lại Chứ còn bây giờ thì mình cũng không chơi bên Win nhiều Mình đa phần mình chơi bên 68 game bài hơn thì Thứ nhất là bên đấy thì cái uh, chặn cổng game của nó cũng ít à, Nó ít khi nó bị hầu như là nó không bị chặn cổng game Còn bên uh, Sunwind hay bên uh, Hit club thì nó lại bị chặn thường xuyên Nên chính vì vậy mà mình không thích lắm Hai nữa về cái độ nạp rút thì mình đánh giá ở bên con 68 game bài nó tốt hơn Nó nạp rút nó nhanh hơn gấp mấy lần ở bên Sunwin đấy, Thì cái link tải của 68 thì mình có để dưới phần mô tả cho anh em ấy Mới lại có cái nhóm nhận lọc ấy Thì anh em có thể vào và mình sẽ phát lọc Momo cho anh em Chứ còn ở đây Sunwin thì nó, nó cũng chả có gì cả Lọc Momo thì trung bình cái ngày nào mình ăn thì mình cũng đều bỏ vào tầm khoảng 4-5 triệu Thậm chí là có hôm nhiều anh em, 100 anh em vào thì mình cũng bỏ rơi tầm khoảng 5, 6 triệu, 7 triệu gì đấy để cho lộc cho anh em. Đó. Thì uh, cái cách tải sân win thì đây là cái bản web của nó nhá Anh em có thể là vào anh em uh, Nếu mà anh em muốn chơi sân win thì anh em có thể vào trực tiếp ở đây Còn ở đây thì bản app thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tải cái app về này Anh em có thể là gõ là hai 12.win giúp mình Đây Đây này thông thường thì cái cổng nào mà nó không uy tín ví dụ như, như cổng này thì mình đánh giá bây giờ nó không uy tín lắm thì mình sẽ không hướng dẫn cho anh em mình sẽ không để cái link tải ở dưới mô tả cho anh em mà mình sẽ để cái phần 68 còn anh em là có chơi 68 anh em xuống và nhận lọc thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em để cho anh em có thể là nhận lọc hàng ngày với mình hầu như ngày nào mình cũng lọc cho anh em anh em nên anh em có thể yên tâm nhá anh em biết là cái độ mà mình bắt cầu thì nó khá là ok rồi nên là vấn đề mà lọc cho anh em được năm bảy triệu một ngày nó rất là đơn giản đó. Thì đến đây tải app về Thì anh em chỉ việc bấm là tải game ngay này Đấy Và anh em chờ một chút Ở đây này, đây cái sân Pazuzu này Dumbo game này Thì chính là nó này Cài về nhá Mở này anh em chờ một chút nhé chờ một chút cho nó chạy đã đây phần tải áp thì nó cũng khá là đơn giản thôi nên là anh em thì anh em lưu ý để tránh trường hợp anh em chúng ta bị mất tiền ở trong những cái cổng game fake những cổng game fake thì như mình đã chia sẻ cho anh em đấy anh em không nên vào google anh em gọi trực tiếp như vậy à, bản này ấy, nó thích hơn ở cái bản pc nếu mà anh em chơi trên điện thoại là nó full màn này full viền này anh em động chạm vào nó không ảnh hưởng gì nhưng nếu anh em chơi bằng bản PC trên điện thoại thì mỗi lần anh em đặt cược nó hay vào những cái cái diềm bên ngoài này này và nó sẽ không đặt cược được đấy là lý do tại sao anh em có điện thoại anh em nên cài bản app thì uh, sau khi cài bản app thì nó về cái app điện thoại cho anh em như thế này này anh em chỉ việc vào thôi còn khi nào nó chặn cổng game thì mình lại cập nhật cái link cho anh em nên anh em có thể yên tâm uh, anh em đừng quên để lại cho mình xin một like một đăng ký kênh em nhá video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc đây thôi chúc anh em chúng ta tải game thành công và có những trải nghiệm ở trên những con game um, tài xỉu làm sao có thể kiếm được tiền anh em nhé công thức thì mình cũng chia sẻ đến cho anh em bắt khá nhiều bên sunwin này 68 game bài anh em cũng có thể xem lại những video đấy còn video ngày hôm nay mình xin kết thúc đây thôi ba anh em.